Hello xin chào mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại với bài The Binding of Isaac. Chúng ta tiếp tục phần trước. Thì như mọi người đã biết thì mình đã chơi con ăn đài mặt đầm mì Frix và Papyrus. Nhưng Papyrus mình chưa thắng. Mình nghĩ là mình sẽ chơi Papyrus tiếp để ít nhất là thắng một trận bằng Papyrus. Mình xem Papyrus có cái gì đâu. Cái này cái gì? Nó là cái gì đây? Damage grass resistant. Ok, không rõ cái đấy điểm gì nhưng mà ok. Chỗ này chả có gì cả. Nghe có vẻ giảm đam nhận vào nhưng mà thấy không được. Mình thích chơi cái thằng Papyrus này tại vì đấy, như mọi người nhìn thấy đam nó khá là ổn định và đánh thì đánh xuyên được. Mình khá thích nhơn. Sóc. Nếu mà gặp mấy con như kiểu con Jun ấy, mấy con dạng Jun thì mình sẽ giết rất là nhanh. Rất là nhanh. Tầm đầu tiên mà mình mất team vì một thứ va phần. Oh my god. Hay quá nhỉ, thành kiểu Gemini, đọc là Gemini đúng không? Oh my god, no. Chết đi. Thực ra thì cái con này nó cũng dễ. Chết đi. Mình chỉ muốn kiểu bắn một phát. Đây rồi. Anh ấy căng thẳng rồi. Cái đạn của con này được cái đấy là nó không đẩy ra, nó xuyên qua người luôn. Đánh bỏ tiền. Mày chết đi. Hay quá nhờ. Đây là cái gì? Box stop. Úi dồi, cái gì nhiều này. Tier up ngon. Bible chắc xong là mình nhặt được quả bom mình có thể đặt đây và cho nó nổ phát nó được cái gì đây. Bây giờ mày mới được. Fuck you. Mình quên mất không nhặt cái thẻ. Ok, không sao cả, bình thường mà, có gì đâu đúng không? Chuyện bình thường thôi đúng không? Đâu có gì đâu. Yeah. Như mọi người nhìn thấy nó sẽ hơi cháy tại vì cái này đáng lẽ là cái màn toàn gác cháy ra ấy. Ok, chết đi cũng lợi. Ok. Bây giờ mình sẽ đi xuống. Úi giời, phải là mày. Sao có vẻ gặp nhiều đứa như thế nhỉ? Úi giời ơi. Tránh xa tao ra. Một con lợn. Chết đi. Fuck you. Mày nữa. Chỗ này là cháy kìa. Mày nữa, chết đi. Thank you. Nhiều cái thơ con nhảy quá. Ghét mấy con nhảy. Đừng có nhảy vào người tao. Oh my god. Fuck you. No. Nice. Bây giờ mình có thể vào đây. Mong là đồ gì ngon. Cái gì? Cloudy glass set. Mình có thể nhìn được mấy chỗ bí mật à? Oh god, why? Why? Tại sao? Mình đã làm gì yên tội? Nhưng mà được cái giờ mình có thể nhìn được những cái chỗ ẩn. Đó khá hay. Ok. Và ta sẽ đập cái này ra. Hoàng vàng này có gì đấy. Yes, hay quá nhờ. Được đây. Yêu rồi đấy. Thế có phải là cute không? Thế có phải là tuyệt vời không chứ? Nhờn. Bây giờ tiện nhỉ. Đi vào. Cái gì đấy? Brow cap fatum. Chả có gì à. Ok, mình muốn vào trong kia. Nhưng mình ok, solo đi. Nổ ít thế. Rồi, ok, mình phải mất hai quả bom này vào. Thực ra thì mình có thể phá cái lửa này, xong mình đặt bom ở đây là nó nổ. Không sao, mình là cánh là mình giỏi mà. Úi dồi ôi, làm to vậy. Ok. Ok, mình mất hơi nhiều thời gian ở cái tầng này. Xem là bao nhiêu phần, 3 phút rồi ạ. To vậy, đam to thế. Có mỗi đầu con chó thôi mà đam to vậy. Thôi, không sao cả. Càng to càng tốt thôi. Evil Ren short speed up. Cái gì? Oh no. Tránh xa tao ra.
Tránh xa ta. Cô này chạy nhanh quá, cô này chạy nhanh quá. Are you a wizard? Thôi xong tôi rồi. Mong là cũng may là gần vừa gần hết tầng. Mình không nghĩ mình sẽ lấy cái này, tại vì cái này là kho Babylon thì mình cần một team, à nửa team. Không có team thì mới tốt. Nói chung là fuck it, tao sẽ không lấy cái gì hết. Mặc dù khá tiếc, cứ tưởng được gì ngon. Mong là xuống tầng này là không còn bị nữa. Fuck, nó vẫn bị. Thôi xong tôi rồi. Thôi xong tôi rồi. Thế này thì chịu. Bắn thế này khó chịu lắm. Oh fuck me. Oh nhưng mà được một cái ấy rồi này. Thôi xong rồi rồi. Oh bình thường rồi này. Bình thường rồi này. Oh, hay quá. Hay quá. Oh đâu đây. Tí. The Parasite. Bây giờ mình mới unlock rồi đấy. Strength. Ok. Hay đây. Được đó. Fuck you. Ok. Đáp mình khá là to. Khá là vui vì điều đó. Mày chết. Rì. Sao? Ơ từ từ à? Không, mình làm gì vậy? Fuck, nó chất đi trong kia. Hay quá, mình vào lấy vào lấy cho. Mình cứ tưởng không vào được cơ. Sao cả giờ mình có bom dùng nhiều mà mình không tiếp bom lắm. Với cả mình có kính rồi. Cần phải phá cửa rồi. À, phá tường rồi. Oh shit. Chết đi. Sao tầng này chưa thấy cái phòng bí mật nào nhở? Hay là nó chỉ có tác dụng một tầng thôi? Nếu thế thì mình sẽ rất là buồn đấy. Gì đây? Cái này cái dice. Reroy enemy nhá. Mình nhìn mình cứ tưởng Dio cơ. Kiểu rất có bình. Hóa ra nó là D10. Thế đúng là chỉ dùng được mỗi một tầng thôi à. Eo ơi chán thế. Cái gì đây? Lock up à? Hay đấy. Lock up. Có rồi. Có rồi. Ấy, có rồi, vẫn dùng được. Mày đấy. Fuck you. Nhơn. Mình không vào được trong này tại vì nó chịu, nó mơi mình nó này nhưng mà nó đặt gai. Rất là khốn nạn. Ok, mình sẽ dùng cái này. Hư. Fuck. Dùng bom vẫn tốt hơn. Dùng bom, kết quả là dùng bom vẫn tốt hơn. Mong ở trong kia có gì đấy ngon ngon tí nào. Gì không? Oh my god. Cái gì đây? Đừng có. Chết đi. Thank you very much. Trong này có gì đây? Phí rồi chìa khóa. Đánh nhau nào. Good đi. Con này được, con này đánh ok. Con này đánh tốt. Never mind, vừa mà nói xong. No. Tránh xa ra. Nó lướt kiểu điêu ra man này. Không sao cả. Mày có thể. Mình không rõ là làm này có làm được gì không. Yep, chả làm cái gì cả. Vì mình cứ nghĩ là mình sẽ đánh nhau với con chó được. Nhưng mà ok. Tại vì trong Binding of Isaac mình nhớ là đánh nhau được với thiên thần nếu mà làm nổ kiểu đấy. Nhưng mà ok, mình không rõ là cái nón đấy để làm gì. Nhưng mà mình cứ nhặt. Tại vì why. Oh. 99 key. Oh my god. Tha hồ. Chìa khóa luôn. Bây giờ không lo chuyện chìa khóa, cũng không cần lo chuyện bom nữa. Không rõ cái đấy làm gì. No. Fuck you đam tao to. Nghĩa là mình chết. Ok. Chết đi. Kill. Còn lợn. Chết đi. Còn mày nữa. Ok. Bây giờ mình thừa chìa khóa đã cả man rồi. Pẹt à. Chúng mày thích pẹt với tao đúng không? Nhổ mà tao đúng không? Nghe rõ vậy. Cái tiếng pẹt nghe rõ ngỏi luôn đấy. Mày chết đi tao nhờ cái. Oh no. Ủa mình ghét cái này dạ không ăn.
Chết đi. Chết đi. Thank you. Trong này có cái gì hot? Không. Chúng mày chơi đâu à? Why? Chết đi. Oh my god. I have diamond. Oh, tiền nhiều quá. Challenge me. Reveal the power of darkness. The lava. The lava. Toàn the lava thôi. Strength nữa. Mình sẽ lấy cái này. Để tí nữa mình sẽ vào đây mình đánh nhau với con này. Xong là mình sẽ bật cái này lên. Ui dồi. Kinh vãi. Bốc hơi luôn thì bảo nhưng mà không được đi vô điêu. Kinh vãi. Ok. Căng thẳng ấy. Mình đã lấy được cái đồ ở chưa kiếm được phòng vàng. Yep, vừa nói xong đây rồi. Chết đi. Chúng mày có thể chết được rồi. Cảm ơn. Thank you very much. Không nên nói không ra gì. Oh, greed à. Cho mình một ít tiền. Không sao. Không sao cả. Không sao cả. Rất cả mình. Tiền, tiền. Nhiều tiền mãi. Đây là cái gì? Oh, puberty. Không sao cả. Ít nhất thì nó cũng không hại lắm. Chán nhỉ, tầng này không được. Buồn thế. Tại vì vì lý do gì đấy. Chắc là mình đi lanh quanh lâu quá. Ngọn. Ngọn. Mình đang suy nghĩ chuyện vào cái phòng này. Mình không có bom nào. Không có bom nào cả. Mình cứ làm này thôi. Yep, không được. God damn it. God fucking damn it. Chết đi. No. Mày có thể thôi được không? Nhảy thôi. Nhiều thế. Đúng là có cần bom vẫn tốt hơn. Tình hình là bom, tình hình này là bom vẫn tốt hơn. Thêm chìa khóa. Ok. Ok. Mình cần bom Aki. Oh my god, nhiều thế. Ôi giời ơi. Tao ném bom, tao ném xương nhá. Kiểu chúng mày mình chúng mày ném xương à? Lỗi đi, nhiều tiền quá. Shop đâu rồi? Tôi cần cái shop nào đấy. Thôi, ngay đi. Cả mày nữa. Rồi, cả mày nữa. Thank you. Và bây giờ tao sẽ phải vào đây và mình không thích cái này cho lắm. Cái này phá tiền rồi, không để làm cái gì cả. Mình có một quả bom này. Ôi rồi, ôi. Ôi rồi ôi. Fuck you. Ok. À. Oh. Blast damage à? Mình cứ tưởng Mr. Mega cái mà cho mình 99 quả bom nhưng mà thôi thế cũng được. Ok, cũng thôi. Không hẳn là ổn lắm đâu nhưng mà thôi, có còn hơn không à. Tại sao? Why? 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 Chết đi. Cả mày nữa. Chết độ tao rồi. Ok, cái gì đây? Mình 99 tiền rồi kìa. Nhiều tiền quá. Rồi nơi rồi. Ôi, con này cũng nhảy được à? Chết đi. 99 tiền rồi, sao? Bây giờ thì cái mình cần đấy là phòng chụp và phòng shop và tất cả mọi thứ shop. Ôi giời. Ôi giời. Oh my. Chết. Ha. Shop nào. Cái này cũng được. Cái này là cái gì? The Star và cái này. Mình không rõ cái đấy là điểm gì. Và mình sẽ cúng vào đây một ít tiền để cho chúng nó được. Ôi, hết. Cúng thế thôi. Cúng nhiều quá không cho. Mở cái này ra, mở cái này ra. Nhà đại gia mà. Ok, nhà lắm chìa khóa. Nhiều quá. Bình tĩnh, căng thẳng. Trúng rồi. Đó sao lại có con bé tí ở dưới này là như nào đây? Nó vẫn bắn thế thôi. Nó bé thì nó bé nhưng mà nó vẫn bắn. Ào, mình đâm đầu vào gai lại vì chết đi. Cái đây là cái gì đây? Đi 6 và đi 20. The Devil à?
The Star, The Devil, The Lover, The Judgment. Mình sẽ lấy cái Devil này đánh nhau, mình chung một lúc rồi mình quay lại mình lấy cái D20 kia. Mà trời xòi, fuck you, chết đi. Ok. God why? God why? Tại sao mình ném quả bom ở đấy? Mình không bao giờ mình hiểu được lý do tại sao mình ném quả bom đấy luôn. Không bao giờ hiểu được luôn. Khó hiểu thật cái hành động, không ai hiểu được. Ý là gì? Chết đi, chết đi, chết đi, chết đi, chết đi. Chết đi. À. Chết đi. Sao mày trâu thế? Mày có thể cho tao cái bí quyết để trâu như mày được không? Con trâu này, ok chết đi. Đi vô điêu. Necroco. Ôi nhưng mà cái này cũng được. Cái đấy thì cũng được đấy. Bây giờ mình sẽ quay lại đây mình lấy cái này. Xong mình sẽ lấy cái này. Ok. Được chưa? Mình đã vào cái phòng vàng kia rồi, chắc thế. Xem mình nhặt được cái gì nhỉ? Nhiều thứ quá rồi, không biết là mình nhặt được cái gì ở cái chỗ phòng đấy nữa. À đúng rồi, cái quả bom nổ to đúng không? Ok ok ok. Ok. Không được đi vô điêu, hơi cay tí nhưng mà thôi. Ok, đây là dấu ấy. What the fool? Oh, lại là bà ý. Fuck you. Cái này là cái gì đây? Chìa khóa này, tao sẽ cho mày, cho mày cho tao ít đồ. Mày cho tao ít đồ được không? Thank you. Một cái hòm đấy. Không! No! Dead. Dead. Chết rồi. Mày đùa tao, mày cho tao cái đấy à? Cho tao cái khác thì làm ơn thay ngay cái này đi. Thay ngay đi. Thay ngay đi. Cái đấy được đấy. Cái đấy được đấy. Cái đấy được đấy. Cái được đấy. Cái đấy được đấy. Oh my god. Mình vừa thấy một thứ rất là tuyệt vời. Oh my god. Cái gì đây? Ok. Fine. Ôi rồi, cái này còn tuyệt vời hơn khi mình có đam to. Cái này cái gì? Oh không, amnesia. Không nhìn được đường rồi. Ok. 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 The left hand, mình được cái the left hand. À cái the left hand này thì khi mà nhặt thùng thì toàn đồ thùng ấy thôi. Thùng phế vật thôi. Oh my god. Ôi giời ơi. Ôi giời ơi. Cái gì đây? Mình bắn xuyên tường. Mình bắn xuyên tường, rõ ràng mình bắn. Khó hiểu quá. Ok. Cái gì đây? Đây là gì? One make you larger. What the fuck? Chết đi. Chúng mày còn chưa kịp làm gì tao cả. Rất xin lỗi. Tao rất buồn. Chúng mày rất tốt nhưng mà tao rất tiếc. Ôi dồi ôi. Ôi dồi ôi. Ôi dồi kinh nhờ. Ôi dồi kinh nhờ. Là có bom đấy. Sang lấy cái thùng. Ha. Team này. Nhưng mà mình không cần team nữa luôn. Tiêu 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 tiêu. Chả cần gì nữa thế thôi. Cần thì thôi. Phòng chùm bây giờ đây. Team ở bên này à? Team ở bên này à? Giữ team ở bên đấy mà xong à? Cái này là cái gì đấy? Extend effect time second hand. Mình không hiểu cái đấy là cái gì nhưng ok. Sẽ thích cái này hơn. Ai dạ. Kinh nhờ. Ồ không, thực ra đam mình khá là bé ấy. Vì lý do gì đấy? Mình cứ tưởng đam mình to lắm. Ồ ồ sao to thế? Sao lúc to lúc bé? What is it? Kinh quá nhờ. Kinh quá nhờ. À mình đâm đầu. Mày cho tao cái đấy á. Tao không nghĩ là tao cần cái đấy. The Star. Mình có thể dùng cái này đúng không? Ô không 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 không. Ow fuck me.
เฮ้ยต่ออะไรกันไอ้ต่อเสร็จอะไรกันไอ้โอ้ yes 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 ดูว่าได้ต่ออะไรกันไอ้ไฮไรไม่biết là cái đấy giúp mày đổi đổi đồ. Ồ, cơ sở mây à? Không thích cho lắm nhưng mà thôi kệ. Ồ, 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 ai ở đâu ạ? Nhơn. Ra rồi. Ôi giời ơi, zip. Zip cái gì đây? We stuck in a loop. Không rõ điểm gì nhưng mình cũng thích cái này hơn. Mọi người đừng thắc mắc sao thích, mình cũng chả biết là cái đấy điểm gì cả nhưng mà mình cứ nhạt thôi. Mình ồ. Cái này có điểm gì không? Yep, chả điểm gì cả. Dọn phách sạch bách theo phòng luôn rồi. Đừng có thế, đừng có lao vào người ta, tao sợ. Tao hoảng hốt. Fuck you. Đẹp. Cái này cái gì? Judgment. Tiền. Mặc dù tầm này mình không cần tiền nữa nhưng mà kệ. Nhiều tiền thế. Không rõ là mình tiền để làm gì nữa nhưng mà ui rồi ôi mày rất tốt nhưng tao rất tiếc, tao quá khỏe với mày. Ồ còn last ôi rồi mình đâm đầu vào cái cục xít nóng kia là mình chết nhờn. Đây là cái gì? Amnesia. Nope, tao không bị lần thứ hai đâu. Lợn ạ. Fuck you. Cờ hó này. Úi giời, úi giời, úi giời. Cái gì trong này đây? Thuốc vớ vẩn. Lemon party. Cái này là I found pill. Are you wizard? Tránh xa tao ra. Ok, thôi 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 thôi. Ok, đánh chung nào. Oh, daddy long leg. Oh, úi giời, nó bị wreck. Ôi giời. Oh, bốc hơi. Bốc hơi. Damage và red up. What the fuck? Đánh con này trong phòng kín à? Ôi, được cái này à? Tao không thích cái này cho lắm. Nhưng mà thôi, vẫn tốt hơn là cái... Ok, tao sẽ lấy cái đấy. Và tao sẽ lấy cái này. Và tao sẽ đi một vòng nữa. Thay vì tại sao không? À không, trên tầng này thì còn... Nhưng mà mình có thể kiếm được cái phòng shop nào không nhỉ? Không rõ nữa. Liệu mà có cái shop nào trên này không nhỉ? Ê... Vẫn. Mình mong xuống gì thế? To ấy. Oh my god. No, tao không cần người, tao không cần người. Thank you. Judgmental. Cái này là cái gì? Ê, chả có gì cả. Cái này là cái gì? Oh. Ê. Chẳng xa tao ra. Đam mình cho to ấy luôn. Hết cả đấy rồi. Nhờn. Bốc hơi luôn. Zip. Ok. Về cái gì đây? Ui dồi, kinh nhè, sợ nhè. Nhau ấy kinh chế. Kinh quá tới, kinh quá. Oh fuck me. Cái mây đây rồi. Cất ở mây rồi, chết. Hơi luôn. Mình không nghĩ mình cần làm mấy cái này đâu, mình nghĩ mình nên đi xuống tại vì nó không có shop rồi. Thôi đi về. Lại phải mất công đi về nữa. Ok, mày cho tao ra đây rồi. Ổn thôi, tao cũng đang cần xuống đây quá. Ok, phải. Chả thắc mắc. Đây, đây, đi được này. Ok. Oh, fuck me. Cái này thì tao ghét rồi đấy. Cảm ơn, đừng làm thế với tao được. Ok, thì cảm ơn rất nhiều. Ok. Cảm ơn. Rồi, đi xuống, lạo. Hay rồi đấy. Toàn đam. Ok, đây là cái gì đây? Hotland. Ui rồi ôi kinh quá cơ. Chưa kịp làm gì luôn cơ. Ui rồi bom. Fuck you. Cái này là cái gì đây? Nhờn. Tao ghét mày. Bây giờ mình đi đâu ta? Ôi rồi. Ôi rồi. Ôi. Kinh nhở. Sợ gì? Thank you. Bingo. Con này là cái con mình... Cái con mình bảo không nọ đấy. Cái con mà... Oh, mình ăn được con lóc. Bây giờ mình ăn lóc cái seller đấy á. What? À, mình chơi cái sếp khác. Đúng rồi. Mình chơi 2-3 sếp gì đấy. Fuck you. Fuck you luôn. Khỏe quá.
nhiều tiền quá. Ô, mình có thể vào đây, mong là không phải cái ô cho mình tiền. Bùm, chẳng là gì cả. C C cứ tưởng thế nào. Ui ơi. Ô, chúng mày à, tao rất xin lỗi nhưng mà oh god why, tại sao? Oh no. Mình có thể làm thế này luôn. Ừ, ok, chết đi. Ok. Oh, anh chụp đâu nào. Mom hurt, mom hurt. Bây giờ tao không có cái đồ gì làm ảnh hưởng đến tao nữa. Thì chúng mày làm trò gì? Thì mày lại làm cái gì? Kinh nhờ, kinh nhờ, kinh nhờ. Eo ơi, kinh nhờ, kinh nhờ. Eo ơi, sợ thế, đập kinh thế. Mày làm được cái gì? Mình có thể đi xuống tiếp. Yeah, mình có thể đi xuống tiếp. Hay đấy, hay đấy, hay đấy. Mình đang muốn xuống tiếp. Vì thì đam mình to rồi. Oh, new home. Cái đấy ở trong đúng là ở trong game có cái đoạn new home rồi. Mọi người có nhớ cái gì đấy? HP up. Không hề thắc mắc luôn. Tuyệt vời quá. Tớ còn chả ý kiến gì cả luôn. Các cậu rất tuyệt vời. Tớ chỉ có thể nói thế thôi. Các cậu đáng yêu gần chết được ý. Ồ mà. Mà vô hình. Spook. Spooky. Đâu rồi, ma đâu rồi? Ma đâu? Ê. Mình ghét thấy con ma này tại vì trâu đam to. À trâu. Chứ không phải là nó đam nó to mà nó trâu. Trời ơi kì. À mình ngáo. Hi hi. Hi hi. Hi. Tèo. 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 Nhạc này cái hay á. Chết đi. Chúng mày chết đi. Chúng mày thấy đam tao chưa? Oh my god. Fuck you. Thực ra đam mình cũng không đến nỗi to lắm nhưng mà nó vẫn to. Oh. Chết đi. Mình phải giết bọn này trước rồi. Mình phải giết bọn này trước. Không. Không. Đau quá. Ghét mấy con mắt kiểu này. Mình không làm gì được nó, mình phải giết mấy cái gì đây? Cái gì trong đây đây? Cái gì trong đây đây? May mình chạy nhanh. Con lợn. Ok. Lại là con này. Mình vừa giết con này xong. Chết đi, chết đi, chết đi, chết đi, chết đi, làm ơn. Chết đi, mình càng đứng gần thì nó càng ăn đâm nhiều. Ok, hiểu. Bẹp. Oh, chìa khóa quỷ, mặc dù bây giờ mình chẳng cần nữa. Oh, đây rồi. Đánh nhau nào. Asio á. What the fuck. Rồi bông hoa. Ok. Mày thì ok thôi. Tao không thắc mắc gì cả, riêng hai đứa chúng mày. Nhơn này. Ôi, nó có cả cái nhạc này mà. What the fuck. Ok, vai. What the fuck. Oh, cái tay của con đã. Ok. Tao không sợ mày cho lắm tại vì đam nó to. Nhưng mà, phải cả. Ảo, là trâu, mình cũng trâu đó. Nhơn. Yo. Yo. Hay đấy. Ok. Thắng. Yes, yes, yes. Mình ăn lóc được, cái em mới. Cái gì đây? Twin. What? Oh, mình chui vào hòm luôn. Ok, ok. Yes. Yes.
Vậy là phiên đấy là phiên bản đối ngược của Metaton. Mình theo mình nghĩ là cái con Metaton đánh khó hơn so với con này, hoặc là do mình đam to quá rồi mình thấy thế. Mình ăn lóc được Blood Drive, mình ăn lóc được Judas. Hay đấy, Judas là con nào? Judas là con nào? Metaton. Trận sau mình phải chơi Metaton. Ok, vậy cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người trong video lần sau của mình. Goodbye. Đến với trang g2a.com để có thể mua được những game bản quyền với giá cả phải chăng?